Hello anh em, hôm nay anh em thấy phòng mình nuôi nhiều chim anh em, ngập đầy chim luôn á. Nhưng mà chủ đề hôm nay của mình thì sẽ tiếp tục lò xác cho đúng cái chuyên môn của mình nha. Hôm nay mình sẽ nói về top 10 lò bò xác phổ biến mà anh em nên cân nhắc trước khi bắt đầu chơi bò xác. Video hôm nay mình sẽ nói về 5 loài trước, vì để nói về 10 loài nó quá dài mà chất xám của mình thì lại có hạn, cho nên anh em cứ từ từ xem, không cần phải gấp đâu nha. Vì có gấp thì mình cũng làm không kịp nữa anh em. À, đứng đầu trong danh sách của mình đó chính là gùa. Đây là một trong những loài bò sát vô cùng phổ biến. Chúng được phân làm hai loại, đó là gùa cạn và gùa nước. Tùy theo sở thích mà chúng ta có thể lựa chọn một trong hai dòng này để có thể nuôi cảnh nha anh em. Nè, mình không nêu tên gọi gùa biển ra đây nha, vì chúng không nên nuôi như một con bé trong nhà. Ngoài điều đó ra thì gùa là một loài bò sát ăn tạp. Chúng có thể ăn tất cả những thứ mà chúng có thể kiếm được ngoài tự nhiên. Trừ một số loài gùa cạn á, thì chúng sẽ thuần chay, cho nên là trước khi nuôi một bé nào đó thì các bạn nhớ là tìm hiểu xem là bé gùa của mình có phải là thuộc dạng thuần chay hay không. Chúng là một loài bò sát mình phải nói là khá và hiền lành và dễ thương. Chúng ta không gọi là nhút nhát đi, để nuôi cái loại gùa cảnh thì chúng ta nên là để ý một chút về nhiệt độ, cân bằng cái khẩu phần ăn của chúng làm sao cho một cái dinh dưỡng tốt nhất cho bé gùa và môi trường của chúng, để các chú gùa có thể sống thật là khỏe mạnh. Và thực sự thì đây là một lựa chọn không tồi đối với những bạn có gia đình và muốn cho con em của mình một cái tình yêu thương về động vật cũng như là bò sát hơn. Thì ngoài ra có thể các anh em có thể chơi theo kiểu như là dạng phong thủy nè. Thường mình nghe những người khác nói là gùa thì nuôi không nên nuôi, nuôi trong nhà nó sẽ rất là xui. Đặc biệt là như ông của mình cũng vậy đó, ông mình nói là nuôi gùa mà nuôi làm gì, nuôi nó được người ta gọi là chậm như gùa, nó rất khó để phát triển và thành công. Nhưng mà có một cái sự thật là về chú Nam Ngô á, chú rất nuôi cũng rất là nhiều gùa, nhưng mà bạn thấy thì cái độ nổi tiếng của chú Nam Ngô thì phải như là nguyên cái giới bò sát của chúng ta ai cũng phải biết tới rồi, và chú không hề phải nói là chậm phát triển nha, mà ngày càng phải đi lên nữa mới đúng. Cho nên các anh em cứ thoải mái và chọn lựa chọn một bé gùa nuôi không sao, miễn là các anh em thích là được, cứ nuôi đi anh em, đừng có phải lo về những cái câu nói như là cổ hủ xưa kia của ông bà mình đó. Đến cái thứ hai đó chính là gồng Úc. Gồng Úc thì mình phải nói nó là một vật nuôi rất là hiền lành và đáng yêu. Chúng có thể là đa dạng về màu sắc, về màu đỏ nè, màu cam như con của mình đang nuôi, hoặc là màu vàng, hoặc là các chủng màu khác mà bạn có thể lên mạng đó, bạn tìm rất là nhiều. Chủng màu mình kể trên thì ngoài ra còn có một số các loại mà phải như là đột biến mà do nhân tạo, con người mình tạo ra nè các bạn. Về gồng Úc á thì mình phải nói là nó rất là thích hợp cho nhu cầu của nhiều người bò chơi chơi bò sát khác nhau. Nhưng mà có một điều á là khác với tất cả những loài bò sát thuộc họ nhông khác á, thì gồng Úc mà khi một khi nó đứt đuôi rồi thì nó sẽ không thể nào mà mọc lại cái đuôi mới được nha các bạn. Nó sẽ giống như là một bị lỗi luôn, hoàn toàn bị lỗi luôn cả phần đuôi đó. Thì nó có xuất thân từ sa mạc, cho nên khi nuôi bò loài bò sát này á, thì các bạn nên để ý là cung cấp đầy đủ tia UV cho chúng và nhiệt độ môi trường mà chúng sinh sống. Ngoài những vấn đề trên thì mình cảm thấy đây là một loài pet rất đáng để nuôi và dễ chịu. Dễ chịu về cái được gọi là phải nói là về cái bản tính của chúng các bạn. Các bạn có thể cho chúng ăn là sâu, dế, cào cào. Thì có một số người nói cào cào nó có sáng, nhưng mà không có bằng chứng nó xác minh các bạn. Cào cào được nhiều anh em cho chim cảnh tìm mua để kích lửa cho con chim mình, nên các bạn cứ yên tâm về vấn đề này. Hoặc mình có thể định kỳ khoảng chừng 2-3 tháng gì đó, các bạn có thể là sổ rung cho cái bé của mình để như là bảo đảm một cái sức khỏe an toàn nhất cho các bé. Ngoài ra thì mình có thể là bổ sung thêm các loại rau nè, bổ sung thêm dinh dưỡng cho các bé, cũng như là mình có thể giúp cho các bé có một thể trạng coi như là khỏe nhất, giúp cho con vật của mình nuôi có luôn luôn có một sức khỏe gọi là ổn định
không bệnh tật gì hết nha anh em. Kế tiếp đó chính là kỳ tôm. Kỳ tôm là một loài bò sát ở bản địa Việt Nam mình, cho nên các bạn có thể là dễ dàng sở hữu được chúng. Bọn này thì mình nuôi dưỡng tốt sẽ lên một màu green rất là đẹp, không thua gì một con iguana nào khác nha anh em. Nhưng khác với iguana đó chính là tụi này nó ăn mặn, nó không ăn chay thuần như iguana. Các bạn có thể tập cho chúng ăn chay để có những là tiết kiệm cái dạng chi phí về mồi của mình nè, cũng như là lâu lâu thì mình bổ sung cho nó thêm một số chất xơ để nó dễ đi ị, như là sức khỏe nó ổn định hơn đó anh em. Vì nó là loài bản địa Việt Nam cho nên về cái môi trường Việt Nam mình á thì phải nói là rất là ok đối với các bé. Cho nên mình nghĩ là khi mà các bạn nuôi kỳ tôm á thì các bạn có thể là đem chúng ra vườn để coi như là nuôi ngoài vườn luôn, không ảnh hưởng gì tới cái sức khỏe các bé hết anh em. Khi mình setup cái chuồng á thì nửa nắng nửa mát để cho kỳ tôm á, khi mà nóng quá thì nó có thể một chỗ nó trú, tránh tình trạng là sốc nhiệt. Ngoài ra thì mình nên để vô cho nó một cái thau nước á đang vừa đủ, tại nó có thể là ngâm mình ở trong, đôi khi thì nó có thể đi ị trong luôn, anh em dọn nó cũng đỡ dơ hơn. Khi mà mình nuôi bên ngoài giống như là mỗi khi nó đi ị á nó sẽ rất là lên láng bên ngoài, là nó rất là hôi và dơ. Anh em có thể là để trong cái thau nước trong á, khi nó ngâm mình nó tắm ở trong thì nó sẽ ị luôn. Mình đem ra ngoài mình dọn luôn thì nó rất là dễ, không có hôi thối gì hết, và cái chuồng nó cũng rất là sạch sẽ nữa anh em. Nãy giờ thì mình cứ so sánh kỳ tôm với iguana mà mình chưa cho các anh em coi về iguana là một loài như thế nào. Đây chính là con iguana của mình. Thì còn có thể gọi là gồng Nam Mỹ. Vì loài này á thì mình thấy là con đực nó sẽ to hơn con cái. Sắp con đực thì có thể là sắp xỉ là 2 mét gì đó. Còn con cái thì mình thấy là chỉ có 1 mét mét ngoài thôi. Tại nó không có bự được như con đực mà nó phải nó nhỏ mà nhỏ gấp đôi con đực luôn á. Thì đây là một loài động vật ăn chay, nhưng không có nghĩa là nó vì nó ăn chay cho nó hiền lành nha các bạn. Nhưng mà lâu ngày quá các bạn chưa có tiếp xúc và tương tác với các bé thì các bé sẽ trở nên một số hành động tiêu cực như là tông chuồng, quất đuôi hoặc là có thể là cắn các bạn nữa. Nó làm ảnh hưởng tới cả tính an toàn của bản thân của người nuôi và cũng như về sức khỏe của các bé. Đặc biệt là vào mùa giao phối khi bé nào nó cũng trở nên hung dữ hết trơn á. Nhưng khi mà qua được cái mùa này rồi á, chúng sẽ hiền lành trở lại và rất là ngoan ngoãn, nên anh em chúng ta chịu khó mà chăm sóc chúng. Tuy á, mình thấy nó mang tiếng nó hung dữ, nhưng một khi mình thuần hóa được rồi á, thì các anh em sẽ sở hữu cho mình một con gồng cực kỳ to và cực kỳ ngầu. Mà hư tưởng tượng mà ẩm bé này ra đường mà cua gái thôi, gái nó tự động nó rụng trứng vậy anh em luôn. Trai nó lát mắt, có thằng nào mà nó nuôi được con gồng như vậy không? Thằng nào nhìn nó cũng sợ hết trơn, có bạn nuôi thôi. Bạn thôi, nói là bạn là the best ở đây rồi đó. Ở đây là chăn đất. Tại sao mình lại nói chăn đất mà không phải bất kỳ cái loại chăn nào khác như là chăn gấm hay là chăn bóng, chăn bon? Mà mình nói về chăn đất trước đó, thật ra thì mình cảm nhận là về cái loại chăn này nào, cái tính tình của nó khá là ôn hòa và ổn định hơn. Nó cũng không, nó không có hung dữ như là chăn gấm, và nó cũng không có kén ăn như là chăn bóng nữa. Cho nên khi mà chúng ta tập nuôi á thì cơ bản ta nên chơi nhất là cái dòng này trước anh em. Tại vì mình cũng đã tiếp xúc với chăn đất á từ cái thời mình còn trẻ trâu rồi anh em. Từ cái size nhỏ tới size lớn luôn, nó khá là điềm tĩnh và hiền lành. Đôi khi mình nghe tới chăn á thì mình cũng thấy là rất là sợ, bởi vì nghe nó ăn thịt người đúng không, nó hung dữ hay là nó nuốt trâu bò thì đương nhiên sẽ có một thời gian nó khoản chủ đúng không. Nhưng mà ra không có những vụ này đâu anh em. Thì những vụ mà chăn tấn công người á, trên trái đất này á, thật ra thì nó rất là hiếm. Vì chủ yếu là nó thiếu mồi quá, thiếu mồi trong tự nhiên thôi. Còn đối với chúng ta nuôi trong môi trường nhân tạo á, thì lúc nào cũng cung cấp đủ các mồi cho các bé rồi. Sau khi ăn no thì mình các bé bản tính rất là hiền lành. Có một số con mà sau khi ăn no rồi các bạn chọc nó quá, nó sợ quá, nó ói ra luôn phần thức ăn luôn cả các bạn. Cho nên để bắt đầu mà nuôi loài bò sát á, thì mình nghĩ đây là con vật thứ năm mình nên đưa lên. Vì cá nhân mình cảm thấy á, thì con chăn đất này á, nó rất là dễ thương, rất là đáng yêu. Và hơn nữa là nó cực kỳ cool ngầu. Tại vì mình từng làm một con chăn đất lên biểu diễn thời trang đó anh em. Một con chăn ra đường á,
ai cũng nói là sợ chăn sợ gắn, nhưng mà bảo đảm 100% người ta sẽ bu lên người ta nhìn. Mấy bạn anh em mà FA dễ cô gái lắm nè. Cho nên nếu các bạn nào có thành công trong việc cô gái từ chăn á, thì nhớ comment bên dưới để cho mình biết với nha. Sự để mình biết là thật sự những gì mình xạo lồn với anh em trên đây thì nó có thể áp dụng được ngoài đời, để mình có thể đi mà kể lại với những anh em khác trong group của mình á. Và video của mình đến đây thì cũng kết thúc rồi các anh em. Thì mình chúc cho tất cả các anh em có thể là tìm được một loài bò sát phù hợp với bản thân mình, để có thể nuôi và phát triển cái đam mê của mình rộng rãi hơn. Và kính chúc cho tất cả các anh em có thật là nhiều sức khỏe và may mắn trong công việc của mình nha.